Chào mừng quý vị đến với chương trình của Thượng Nguyên. Tôi thay mặt cho ban giám đốc Thượng Nguyên và anh chị em Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Như quý vị biết thì khi mà chúng ta làm một cái nội thất nói chung và ghế, giường tủ bàn ghế nói riêng, nhưng về nội thất thì ví dụ như mà về vấn đề mà làm chúng ta làm ghế thì đa số tại vì đôi lúc một cái bàn mà chúng ta phải cần 8 đến 10 cái ghế, cho nên là một cái dòng hàng để cho mà sản xuất công nghiệp, có nghĩa là sản xuất rất lớn, thì cái việc đầu tiên của chúng ta không thể nào mà thiếu những cái máy cưa lọng, đúng không nè. Ví dụ như một cái quy trình làm ghế này thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều máy, trong đó cái máy cưa lọng sau khi thành ván ghép như thế này rồi thì chúng ta sẽ lọng tùy theo cái quy trình của từng nhà máy khác nhau. Ví dụ như cái loại ghế này á, thì dòng ghế này xuất đi Mỹ, thị trường của Mỹ, cho nên quý vị thấy là cái từ cái thanh nè, họ làm rất là dày, rất là lớn ha, rất là dày. Và ghế này là ghế bọc nệm, cho nên là cái độ dày họ cần phải có một cái độ vững chắc. Cho nên là khi mà chúng ta trước tiên chúng ta vào một cái nhà máy thì chúng ta cần cái ghép tấm, đúng không? Ghép tấm rồi sau đó cái việc đầu tiên là chúng ta phải lọng hoặc là tu bi. Chân trước thì chúng ta có thể là cắt ra luôn thành phẩm mà chúng ta chỉ đánh thôi, còn chân sau thì buộc chúng ta sẽ lọng và chúng ta sẽ đi tiếp tục công đoạn sau. Thì hôm nay Thượng Nguyên giới thiệu đến quý vị một cái dòng máy gọi là máy CNC, máy cưa lọng CNC. Mời quý vị. Giới thiệu đến quý vị, đây là máy CNC Benso, còn gọi là máy cưa lọng CNC. Thì như quý vị cũng thấy là máy này kích thước làm việc của chúng ta có thể là 1,5 m, ha, còn gọi là 1550 mm. Chúng ta sẽ làm việc với một cái kích thước là 1,5 m. Và giới thiệu sơ qua về quý vị về cái hệ thống CNC như thế nào. Thì như quý vị cũng thấy là chúng ta cũng có 3 trục X, Y, Z ha. Và quý vị thấy là chúng ta cũng sẽ có một cái bản vẽ CAD khi mà chúng ta vẽ. Xong sau đó chúng ta sẽ copy vào USB của máy tính ha, chúng ta cho cái file vào đây thì máy sẽ kết nối với lại cái file của chúng ta. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu đến quý vị sơ qua về cái phần mềm của cái phần cứng của máy, hệ thống điện ha. Mời quý vị. Thì Thượng Nguyên cũng có rất là nhiều video, như quý vị cũng thấy là chúng ta có về cái hệ thống điện, tại sao cái tủ điện to như vậy, là tại vì là chúng ta phải có một cái không gian để mà nó giải nhiệt cho nó mát. Thì những cái phần driver và biến tần và những cái hệ thống điện khác ở trong cái bộ phận này thì nó sẽ tuổi thọ nó sẽ được cao hơn. Đây là quạt giải nhiệt ha. Chúng ta có biến áp á, chúng ta có 4 driver. Thì quý vị sẽ thắc mắc ngay là tại sao máy CNC chỉ có X, Y, Z mà có 4 driver. Thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn về tí xíu nữa. Đây là một cái biến tần để chúng ta sử dụng cho cái trục cưa của chúng ta. Cho nên là nhà máy sử dụng bằng thương hiệu của Delta, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Những cái driver của chúng ta. Và bây giờ mời quý vị xem thêm là vì sao chúng ta lại có 4 cái driver như vậy. Mời quý vị. Thì chúng ta có trục X, Y, Z là kẹp phôi và đưa phôi của mặt phẳng. Nhưng mà riêng của cái trục lưỡi cưa này, mời quý vị xem. Thì chúng ta có hai cái motor ở phía trên, có một cái motor chạy, và ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái motor hãm. Và đồng thời như quý vị thấy là chúng ta sẽ có một cái hệ thống giải nhiệt lưỡi cưa bằng nhớt thủy lực.
ha. Và như quý vị thấy là chúng ta có những cái xe, những cái laser như là laser của lưỡi cưa ha, và laser ở phía trong của cái phần phía sau như quý vị thấy á. Đó là cấu tạo bên trong. Và bây giờ mời quý vị chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách thao tác máy như thế nào. Mời quý vị. Giới thiệu đến quý vị, đây là bạn Thuận và bạn Thắng. Hai bạn sẽ hướng dẫn cái cách của chúng ta vận hành máy như thế nào. Chào Thuận, mời Thuận. Thì như quý vị cũng thấy là một cái sản phẩm của chúng ta khi ra như những cái chân sau như thế này thì rất là tiết kiệm và đường lỏng rất là đẹp. Như quý vị thấy là khi mà chúng ta sử dụng bằng một cái lượng lớn ha, lượng lớn về những cái ghế nhà máy xuất khẩu thì quý vị thấy là cái tốc độ nó cũng rất là nhanh, khi mà lùi phôi về cũng rất là nhanh. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình, bạn Thuận với lại bạn Thắng ha. Cảm ơn hai bạn và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thuận Nguyên, và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.